Hello nha, xin chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ rán những món cá này cho mọi người. Đây là cá nha mọi người. Hôm nay mình sẽ rán nha mọi người. Mọi người theo dõi. Cá vẫn đông đá nha mọi người. Chúng ta sẽ cho dầu rán lên mọi người. Cho dầu rán rồi. Ok. Đẹp. Đây. Cho cá nha, cho cá vào chín đó. Cá rô phi nha mọi người. Cá chói như chó. Còn là đá các bạn ạ. Đá này. Rất là ngon. Rất là hấp dẫn nha các bạn, rất là hấp dẫn. Thank you.
ra cất nó đi nha mọi người. Con lại nó ra cất nó đi. Chính này nha. Cái ngọn này nha. Đây là một cá rán nha. Cá rán rất là hấp cân. Cho nó chín mọi người. Ngon các bạn ơi, rất là ngon. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Cả nó có khi rán rất là ngon nhé. Cực kỳ hấp dẫn luôn các bạn. Rất là hấp dẫn. Mời các bạn theo dõi hết video để thưởng thức cho mọi người. Cho mình thưởng thức món cá này nhé. Ok các bạn. Món cá rất là hấp dẫn luôn.
nhất là thường là mắm cá mọi người, mắm tép. Còn đây là rau rán.
quê không? Bạn nhé. Ngon lắm, mình ăn này. Cười hấp dẫn.
phòng nhé mọi người, đây là chụp phòng nhé. Quay ra ngoài cái đêm, ok nhé, bye bye mọi người nhé, hẹn mọi người clip tiếp theo nhé.